Thảo Vi xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình luận đàm thời sự của đời Saigon Post. Thưa quý vị, cùng với pháo binh, máy bay không người lái UAV, đặc biệt là dòng góc nhìn người thứ nhất FPV, đang được sử dụng với tần suất lớn tại chiến trường Ukraine. Loại khí tài này mang theo đầu đạn chống tăng, thuốc nổ, có thể dễ dàng hạ gục xe tăng, thiết giáp bằng đòn tấn công tự sát vào những vị trí hiểm yếu Điều này buộc Nga và Ukraine khai triển nhiều biện pháp để chống lại mối đe dọa từ UAV, FPV như lắp giáp lồng lên xe tăng, thiết giáp để chống các đoàn tấn công đột nóc, hay phủ rơm lên phương tiện để tránh bị UAV trang bị camera ảnh nhiệt tập kích vào ban đêm. Trong đó, tác chiến điện tử được cho là phương pháp hiệu quả nhất để đối phó với mối đe dọa này. Các thiết bị gây nhiễu có khả năng làm gián đoạn tín hiệu kết nối giữa UAV, FPV và tổ vận hành khiến nó lao chệch mục tiêu. yêu cầu phải có kết nối tín hiệu giữa UAV và người điều khiển là điểm yếu lớn của khí tài này, do nó có thể bị ảnh hưởng bởi tác diễn điện tử. Samuel Badet, chuyên gia tại Trung tâm Phân tích Hải quân CNA có trụ sở tại Mỹ nhận định. Nga được cho là đang chiếm ưu thế trước Ukraine về lĩnh vực này. Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh cho biết, các hệ thống tác diễn điện tử lớn được Nga triển khai dày đặc ở tiền tuyến, mỗi tổ hợp cách nhau khoảng 10 km đài gây nhiễu Sibonik Aero, một trong những hệ thống uy lực nhất của Nga ở Ukraine, cũng tỏ ra đặc biệt hiệu quả trong việc vô hiệu hóa UAV. Họ có hệ thống tác chiến điện tử tốt ngay từ đầu cuộc chiến, giờ nó còn vượt trội hơn, một binh sĩ Ukraine nói. Nga gần đây cũng tăng cường trang bị các hệ thống tác chiến điện tử cỡ nhỏ cho xe tăng, thiết giáp hoạt động Ukraine. Một trong số đó là RP377, loại thiết bị nhỏ gọn nhét trong ba lô, có thể phát tín hiệu gây nhiễu mạnh với các tần số vô tuyến phổ biến trong phạm vi vài chục mét. Một thiết bị khác mà Nga đang triển khai là Vorones, có khả năng vô hiệu hóa mục tiêu ở khoảng cách xa hơn, khoảng 1 km. Gần đây nhất, Bộ Quốc phòng Nga thông báo bắt đầu trang bị hệ thống tác chiến điện tử cầm tay mang tên Shania cho xe tăng ở Ukraine, loại có thể phát hiện UAV của đối phương ở khoảng cách 1,5 km và đánh chặn trong phạm vi 1 km. Để đối phó hàng rào tác chiến điện tử dày đặc của Nga, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đang nghiên cứu ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI cho UAV FPV. Công nghệ này giúp UAV Ukraine có thể lao vào đối phương ngay cả khi đã mất tín hiệu kết nối với tổ điều khiển. Sau khi người vận hành lái chiếc UAV FPV tới gần đối phương, công nghệ AI thông qua camera phía trước sẽ tự học cách nhận diện mục tiêu bằng hình dáng, kích thước, màu sắc và tín hiệu nhiệt của vật thể. Chuyên gia quân sự David S. cho biết, Bằng cách này, dù kết nối với tổ vận hành bị gián đoạn, AI vẫn có thể điều khiển chiếc UAV lao chính xác vào mục tiêu định trước. Tris Robotics, công ty vũ khí có trụ sở tại thành phố Lviv ở phía tây Ukraine, tháng 6 năm ngoái xác nhận đang thử nghiệm trang bị công nghệ AI cho UAV FPV và đã đạt được kết quả tích cực. Nhờ công nghệ này, UAV FPV có thể trở thành phiên bản cấp thấp của Javelin, một kỹ sư của Tris Robotics khi đó cho biết. Đề cập đến vũ khí được gọi là sát thủ diệt tăng, được Mỹ chuyển giao cho Ukraine, có khả năng khóa mục tiêu trước khi phóng dựa vào nguồn nhiệt phát ra từ mục tiêu dù vậy vẫn có một số lo ngại liên quan tới việc sử dụng công nghệ ai đặc biệt là trên lĩnh vực quân sự chuyên gia s cho rằng giống như con người ai cũng có thể mắc sai lầm khi xác định mục tiêu và hậu quả gây ra thường lớn hơn nhiều nếu con người có thể nhầm lẫn và tập kích một tòa nhà dân sự thay vì mục tiêu quân sự, AI cũng có thể mắc lỗi tương tự. Tuy nhiên, vì là thuật toán tự động nên nó sẽ lặp đi lặp lại hành động sai lầm đó. Điều đó có thể khiến rất nhiều dân thường thiệt mạng trong trường hợp xấu nhất, S cho hay. Để tránh xảy ra kịch bản này, quân đội Ukraine không thiết lập cho UAV FPV tính năng tự động săn tìm mối đe dọa bằng AI, mà sẽ chọn sẵn mục tiêu cho nó. Công nghệ AI có tác dụng giúp UAV ghi nhớ các đặc điểm được cung cấp về mục tiêu và tự động tấn công dựa trên thông tin được nạp, qua đó hạn chế nguy cơ xảy ra thiệt hại ngoài dự kiến theo chuyên gia X. Một vấn đề nữa với công nghệ AI là giá thành. Việc trang bị công nghệ này cho UAV FPV sẽ khiến chi phí sản xuất tăng lên đáng kể, làm hạn chế ưu điểm giá rẻ của dòng khí tài này. Tuy nhiên, những việc phải chi nhiều tiền hơn để chế tạo UAV và nhìn chúng bị vô hiệu hóa bởi tác chiến điện tử của đối phương, rất dễ thấy Ukraine sẽ chọn phương án nào, S nhận định. Kính thưa quý vị, một tòa án ở Moscow đã kết án Igor Gagin, cựu chỉ huy phe ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine và là cựu sĩ quan an ninh 4 năm tù vì tội chỉ trích chiến lược chiến tranh của Nga ở Ukraine. Vụ án hình sự chống lại Gherkin, một tội phạm chiến tranh bị kết án ở phương Tây, là một trong những ví dụ nổi bật nhất về việc Moscow không khoan dung với những lời chỉ trích về cuộc xâm lược của mình đã lan rộng đến cả những người ủng hộ chiến tranh nhiều hâu nhất như thế nào. Và thưa quý vị, hãng thông tấn Ria Novosti do nhà nước điều hành đưa tin từ phòng xử án rằng tòa án thành phố Moscow đã tuyên phạt Gherkin, 53 tuổi, phạm tội kích động hoạt động cực đoan nơi công cộng và kết án ông ta 4 năm tù trong một trại giam có mức độ an ninh trung bình. Theo phóng viên Moscow Times có mặt tại hiện trường, hàng chục đồng đội trong quân đội của Gherkin và những người ủng hộ đã theo dõi phiên xử án của anh ta bên ngoài tòa án vì họ không được phép vào trong một người Nga yêu nước thực sự phải có mặt ở đây ngày hôm nay. Một trong những người ủng hộ Gherkin, người từ chối nêu tên, nói với tờ The Moscow Times. Yekaterina, một phụ nữ đứng bên ngoài tòa án nói, Tôi tôn trọng Strelkov, mặc dù thực tế là anh ấy có những quan điểm khác nhau, nhưng tôi tôn trọng lập trường của anh ấy và việc anh ấy đã cống hiến cả cuộc đời mình cho nước Nga. Sau phán quyết, một trong những người ủng hộ Gherkin đã hét lên, Ukraine đã thắng. Vợ của Gherkin, Reginskaya nói với các phóng viên bên ngoài tòa án, chúng tôi coi anh ấy là một tù nhân chính trị, anh ấy là một người yêu nước Nga chân chính. Trong một bài đăng trên Telegram, đồng minh của Gherkin và cựu đại tá tình báo Nga Vladimir Kvatkov gọi phán quyết này là một món quà dành cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ivan Otrakovsky, cựu sĩ quan và người đứng đầu quân đội bảo vệ tổ quốc, một nhóm cựu chiến binh và những người theo chủ nghĩa dân tộc Nga gọi những cáo buộc về chủ nghĩa cực đoan chống lại Gherkin là hoàn toàn xa vời. Igor Strelkov là người hiểu rõ căn nguyên của cuộc chiến này từ bên trong và do đó ông ấy có quyền lên tiếng. Chính quyền, thay vì lắng nghe ý kiến của ông, lại cố gắng bịt miệng ông, cũng như cố gắng bịt miệng những nhân vật chính trị xã hội khác là những người yêu nước của đất nước và theo dõi chặt chẽ diễn biến của chiến sự. Otrakovsky nói với The Moscow Times gần tòa án, đây không chỉ là về Strelkov mà còn là lời cảnh báo cho những người yêu nước khác, những người sẽ tiếp tục lên tiếng bảo vệ quân đội. Hãng tin độc lập Sota đưa tin cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 3 người ủng hộ sau khi tuyên án được biết đến rộng rãi với biệt danh Igor Strelkov, Gergin là thủ lĩnh chủ chốt của lực lượng dân quân ly khai thân nga tại cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng vào năm 2014 thừa nhận rằng ông là người đã châm ngòi cuộc xung đột giữa phe ly khai Kyiv. Người theo chủ nghĩa dân tộc cứng rắn đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ sự lãnh đạo quân sự của nga trong cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine khi nước này liên tục phải đối mặt với những thất bại và sai lầm chiến lược, cho rằng chiến lược của nước này là không hiệu quả và ngu ngốc. Vụ bắt giữ Gherkin vào tháng 7 năm 2023 xảy ra sau khi anh ta thực hiện một loạt bài đăng trên mạng xã hội chỉ trích Tổng thống Vladimir Putin. Gherkin viết trên blog của mình trên ứng dụng nhắn tin Telegram vài ngày trước khi bị bắt. Đất nước sẽ không tồn tại được thêm 6 năm nữa trong tình trạng quyền lực tầm thường hẹn nhát này. Vào thời điểm ông bị bắt, các quan chức nói với tờ The Moscow Times với điều kiện giấu tên rằng Điện Kremlin rất khó chịu với Gherkin. Những người ủng hộ chủ nghĩa dân tộc cho rằng vụ việc của ông có động cơ chính trị. Nhà phê bình Điện Kremlin đang bị bỏ tù, Alexei Navalny cũng nói rằng Gherkin nên được công nhận là tù nhân chính trị, bất chấp quan điểm của ông ta. Vào tháng 8, khi vẫn đang bị giam giữ trước khi xét xử, Gherkin đã tuyên bố ý định tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử vào tháng 3 năm 2024 ở Nga, mặc dù những người ủng hộ ông thừa nhận ông không có cơ hội lọt vào lá phiếu tôi cho rằng mình có năng lực trong các vấn đề quân sự hơn tổng thống đương nhiệm và chắc chắn có năng lực hơn bộ trưởng quốc phòng gkin nói trong một bài đăng trên mạng xã hội thông báo về việc tranh cử tổng thống của mình đồng thời nói thêm rằng putin đã bị phương tây dắt mũi gkin cũng phải đối mặt với án tù ở nước ngoài vào tháng 11 năm 2022, một tòa án Hà Lan đã kết án vắng mặt Gherkin tù chung thân vì tội bắn rơi chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines ở miền đông Ukraine năm 2014, khiến toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng. Kính thưa quý vị và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình luận đàm thời sự của The Saigon Post ngày hôm nay. Thảo Vi xin chân thành cảm ơn quý vị đã lựa chọn The Saigon Post là nơi để cập nhật tin tức nhanh chóng và chân thực. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe và bình an. Thảo Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.